Sau khi phá sản đi giao đồ ăn nhanh, anh gặp được kẻ đối đầu của mình. Cô cố ý sỉ nhục anh, hôn em một cái, em cho anh cho 30 triệu. Giây tiếp theo anh đã giữ lấy mặt cô và hôn lên. Cô đỏ mặt, ấp úng muốn đẩy anh ra. Tao anh có thể vì tiền mà. Anh trực tiếp ép cô lên ghế sofa và hôn mãnh liệt. Sau đó anh hài lòng rời khỏi với tấm séc vài tỏi, để lại kẻ thù trong trạng thái quần áo xộc xệch và mơ hồ. Trời lạnh rồi, nhà họ Trần hắn phá sản thật rồi. Từ khi anh nhận được tin công ty gia đình phá sản, đến lúc anh mặc đồ giao hàng đi ship đồ ăn, chỉ trong vòng một tháng, sau hơn 20 năm sống cuộc sống sung túc của công tử nhà giàu, anh nhận thức rất rõ về bản thân, không có lý tưởng lớn lao, chỉ biết ăn rồi chờ chết, cứ tưởng cuộc đời mình sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng bây giờ cảm giác như mũi mình ửng hồng, anh phải mất rất nhiều công sức mới tìm được công việc giao đồ ăn này. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực ra không đơn giản chút nào. Nhưng anh nhanh chóng có được một căn nhà. Khi đứng trước cửa nhà này, đặc biệt là khi cánh cửa trước mặt mở ra, anh nhìn thấy khuôn mặt của Giang Như Tuyết vừa thức dậy. Nụ cười mà anh cố gắng duy trì ngay lập tức sụp đổ. Bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều, Giang Như Tuyết, cô công chúa nhỏ của nhà họ Giang, cũng là thanh mai trúc mã của anh, vừa mới thức dậy không lâu. Cô tiểu thư nhà giàu đáng ghét này, không học hành, không cầu tiến, là loại người mà anh ghét nhất, nhưng chết tiệt ở chỗ, khuôn mặt của Giang Như Tuyết vẫn đẹp như thế. Nó đẹp đến mức khiến cho mái tóc lộn xộn, bù xù của cô cũng mang nét quyến rũ. Cô lười biếng dựa vào cửa, không nhận lấy túi đồ ăn mà anh đưa cho mình. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức khóe mắt và lông mày cô phủ lên ý cười. Trần đại thiếu gia, trùng hợp quá à nha. Anh cười nhưng không thật lòng. Đúng vậy, đúng vậy, 7 ngày không gặp như cách một tuần. Giang Như Tuyết quay người vào trong nhà. Vào đi. Anh cố nén cảm giác muốn ném túi đồ ăn vào mặt cô, nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn ăn của cô. Nhớ đánh giá tốt nhé. Rồi anh bước nhanh ra ngoài. Đợi đã, giọng nói của cô vang lên từ phía sau. Anh quay đầu lại có chút không kiên nhẫn, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã dừng lại. Giang Như Tuyết lười biếng dựa vào ghế sofa, cô đưa tay chỉ vào má mình, hôn em một cái, 30 triệu. Anh gần như lập tức hiểu ý cô, những ký ức vụn vặt lóe lên trong đầu. Có một năm đi du lịch, anh bị đuối nước bất ngờ. Giang Như Tuyết đã cứu anh, cô đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho anh. Khi tỉnh lại, anh khóc nức nở không ngừng. Cô nghĩ anh ghét cô, tận đến đỏ cả mắt, nói rằng nếu biết trước đã đá anh hai cái để trôi ra Thái Bình Dương chơi rồi. Sau này, chuyện này thường xuyên bị bạn bè chung của họ nhắc lại, trêu chọc cô công chúa nhà họ Giang người gặp người thích. Tại bị ghét bỏ đến mức như vậy, Trần Trạch khóc lóc như thể muốn chết dưới biển. Bây giờ xem ra, Giang Như Tuyết không chỉ giàu có mà còn thù dai. Anh nhếch miệng, thật sao? Giang Như Tuyết vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, gật đầu. Bản tiểu thư nói được làm được, nhưng ngoại trừ anh ra. Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã ôm lấy eo cô, giữ lấy mặt cô và hôn lên. Những lời chưa nói hết bị những nụ hôn ngắt quãng nuốt chừng. Mắt Giang Như Tuyết mở to không tin được, chố mắt một lúc sau mới phản ứng lại. Cô đưa tay đẩy vai anh, lực yếu đến mức có thể phớt lờ, cảm giác như muốn chống cự lại ra vẻ mời chào. Anh cắn nhẹ môi cô, thật mềm mại, không hiểu sao đôi môi mềm như vậy lại có thể nói ra những lời khiến người ta muốn đánh cô. Cảm thấy cô có chút khó thở, anh rời khỏi môi cô, cười mỉa mai. Giang tiểu thư, ngay cả thở cũng không biết à? Cô thở hổn hển, má ửng đỏ, tai đỏ đến mức như sắp chảy máu. Trần Trạch, anh, đôi mắt đẹp như hoa đào của cô lúc này không ngừng trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào anh. Nhìn anh đi, sao không dám nhìn anh thế? Anh nhẹ nhàng bóp cổ cô bằng một tay, tay kia giữ lấy cằm cô, hôn một cái, 30 triệu là thật không? Nói xong tay anh hơi dùng lực, nếu như cô dám nói không thì thử xem. Giang Như Tuyết quay mặt đi, giọng có chút khàn, thật ồ, vậy thì tiếp tục. Trần Trạch cúi đầu hôn tiếp, rồi chiếm thế chủ động. Giang Như Tuyết cứng đờ cả người, sau đó, anh cầm tấm séc vài tỷ, hài lòng rời khỏi phòng của cô, tay cô cầm bút và tấm séc, mặt đầy mơ hồ hoảng hốt. Môi đỏ mọng có bóng lên, không thể nào có được hiệu quả này nếu không mất nửa tiếng. Anh vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp Lưu Vĩ, người bạn cũ của anh. Sau khi nhà anh gặp chuyện, hắn ta chế nhạo khiêu khích đủ trò. Bây giờ anh có thể giao đồ ăn được cũng đều nhờ hắn ta. Nếu không, với bằng tốt nghiệp đại học danh tiếng của anh, cũng không tìm được công việc nào, phỏng vấn liên tục bị từ chối, mặt hắn ta thay đổi trước. Sao cậu lại ở đây? Không kịp chế nhạo sao anh phải lưu lạc đến mức đi giao đồ ăn? Mà lo lắng tại sao anh lại ở đây? Trần Trạch cảm thấy buồn cười, con người này lộ điểm yếu quá rõ ràng rồi đó. Giang Như Tuyết gọi tôi đến thì tôi đến thôi, anh không nói dối, thật sự là cô tự mình đặt đồ ăn. Biểu cảm của Lưu Vĩ luôn luôn không thể che giấu, hắn ta chỉ nghe một câu đã trở nên tức giận. Trần Trạch, cậu không biết xấu hổ à? Bây giờ cậu mà xứng với Giang Như Tuyết à? Lưu Vĩ bỗng để ý thấy bộ đồ giao hàng của anh, hơi thả lỏng một chút, lại bắt đầu kiêu ngạo, biết điều thì cút ra xa một chút, cậu và bọn tôi đã không còn là người cùng một thế giới nữa. Anh chớp mắt, ông nói gà bà nói vịt kiểu, có vẻ chú Lưu và cô Lưu là người hài hước nhỉ. Lưu Vĩ cau mày, cậu muốn nói gì thế? Nếu không thì sao họ lại sinh ra một đứa nực cười như cậu được chứ? Lưu Vĩ nghiến chặt răng, anh nhếch miệng, quay đầu bước đi không thèm ngoảnh mặt. Bạn bè một thời, chúc cậu sau này ăn có người đút, đi có người đẩy. Quả nhiên sau khi chửi Lưu Vĩ không lâu, anh lại bị đuổi việc. Anh ngồi xổm bên đường, tìm một viên gạch vừa tay. Chưa tìm được viên gạch thì điện thoại đòi nợ gọi đến. Giọng nói cộc cằn, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ anh. Tay anh run rẩy, nhưng anh cố gắng bình tĩnh, nói rất nhiều lời tốt. Rồi chạy đến ngân hàng chuyển vài tỷ vừa nhận được. Giang Như Tuyết là người không thiếu tiền, anh tiêu tiền của cô cũng không cảm thấy áy náy, nhưng đây là hố không đáy, có là sao cũng không bao giờ lấp đầy. Người mắc nợ, nhảy từ tầng 50 xuống, không còn lo lắng nữa, để lại người sống chịu đựng đau khổ thay.
nhưng anh không thể ghét ông ta. Cha đã nuôi dưỡng anh sống sung sướng hơn 20 năm. Trần Trạch trở về nhà thuê cũ, cửa mở, bên trong truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ. Trần Trạch đưa tay lau mặt, môi khô khốc đến khó chịu, bước vào trong nhà chỉ có vài món đồ cũ kỹ bị đập nát. Anh im lặng dọn dẹp, mẹ anh khóc đến đỏ cả mắt, nắm lấy tay anh. Chưa để bà kịp nói gì, anh đã an ủi, vừa trả được một khoản, trong thời gian ngắn chúng sẽ không còn đến làm phiền nữa. Mẹ anh nghẹn ngào, nhưng cuộc sống này phải tiếp tục như thế đây, anh cũng không biết, nhưng vẫn nở nụ cười. Mẹ, chúng ta vẫn còn đường sống, cứ tin con đi. Đứng trên tầng cao của nhà thuê, nhìn cảnh đẹp không mấy hấp dẫn, Trần Trạch vẫn bước xuống, điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục đi tìm việc, chỉ có thể tìm công việc tạm thời với mức lương thấp. Trong lúc bưng khay hoa quả ở quán bar số 9, anh bị một phụ nữ trung niên giữ tay lại, bà ta cười, nụ cười có chút gây khó chịu. Ô, từ lúc nào mà quán này lại có một sinh viên đại học đẹp trai như vậy? Lại đây làm quen với chị nào? Anh suýt nữa đổ khay hoa quả lên mặt bà ta, khó khăn lắm mới nhịn được. Xin lỗi, tôi đang làm việc. Ô, làm quen với chị trước rồi tiếp tục làm việc cũng được mà. Ông chủ các khách sẽ không giận đâu, chị và ông chủ là bạn lâu năm đó. Anh lập tức giãy giụa, lùi lại về phía sau, khay hoa quả không cầm chắc, đổ lên người bà ta. Bà ta lập tức thay đổi thái độ, đứng dậy và chửi bới. Cho thể diện mà không biết hưởng, đúng không? Anh ngẩn người một giây rồi ném luôn cái khay vào người bà ta. Cuối cùng phải nhờ đến cảnh sát mới giải quyết được. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Trần Trạch siết chặt tay lại, dù anh chỉ lẻ loi có một mình, vẫn có một trái tim treo lơ lửng. Nhìn thấy Giang Như Tuyết, anh lập tức thả lỏng, như nhìn thấy chỗ dựa, cảm giác an toàn tràn đầy, khiến anh thấy mắt mình hơi cay. Năng lực của Giang Như Tuyết dễ dàng giải quyết mọi việc. Anh ngồi trong xe thể thao của cô, mệt mỏi nhắm mắt. Rồi lầm bầm, lại mất việc nữa rồi. Giọng Giang Như Tuyết có chút mỉa mai, Trần Trạch, sao trước đây em không phát hiện anh cứng đầu vậy chứ? Anh mở mắt, em khen anh sao? Ha ha, tất nhiên rồi. Anh có chút bối rối. Giang Như Tuyết, em đang tức giận gì vậy? Giang Như Tuyết đạp mạnh phanh, dừng xe bên đường. Cô quay đầu, lạnh lùng nhìn anh. Anh là gì của em? Tại sao em phải giận? Anh cau mày, vẫn thấy cơn giận của cô thật kỳ lạ. Rõ ràng người đáng thương là anh. Cô ấy giận cái gì chứ? Thần kinh. Giang Như Tuyết nhìn anh đầy thất vọng. Trần Trạch, anh không biết dùng miệng để nói à? Tại sao không nói với em? Rõ ràng anh chỉ cần nói, thì em sẽ cho anh mọi thứ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Như Tuyết. Đôi mắt xinh đẹp kia chẳng có chút mưu mô tính kế nào. Trần Trạch bỗng chốc hiểu ra, cười nhẹ. Tốt với anh vậy sao? Giang Như Tuyết khó chịu quay đầu, tự mình đa tình. Bản tiểu thư thấy anh là thanh mai trúc mã thôi, nhưng bọn họ cũng là thanh mai trúc mã với anh. Nghe vậy, Giang Như Tuyết ngẩn ra một lúc. Trước khi nhà xảy ra chuyện, có vô số bạn bè lớn lên từ nhỏ với anh trên vòng bạn bè, quan hệ hòa hợp. Sau khi chuyện xảy ra, ngoài Lưu Vĩ, một người quen giữa chừng lợi dụng cơ hội, những người khác chỉ âm thầm giữ khoảng cách. Nhà họ Trần đã sụp đổ thật sự, hoàn toàn không có hy vọng phục hồi. Anh và họ không còn cùng tầng lớp, có bạn bè cho anh vay tiền, anh rất cảm kích. Vì họ biết rõ anh không thể trả nổi, còn anh lại không thể vứt bỏ mặt mũi sỉ diện mà nhờ họ giúp đỡ được. Nhưng những người họ hàng đạo đức giả kia, bình thường nói gia đình như một, chia hết chút giá trị cuối cùng của nhà họ Trần rồi đóng cửa không gặp nữa. Nhà họ Giang và nhà anh có quan hệ tốt nhất, sau khi công ty phá sản đã giúp đỡ hết sức, đã tận tình hết mức. Anh không rõ nhà họ Giang có biết không, ngoài nợ ngân hàng ra, cha anh còn nợ một khoản lớn, nhưng anh không thể tìm chú Giang trả nợ giúp. Giang Như Tuyết nói khi nhà anh xảy ra chuyện, cô đang ở nước ngoài xử lý công việc, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không biết gì về biến cố của nhà anh. Hai ngày nay cô mới về nước, sau khi hết lệch múi giờ mới biết mọi chuyện, chuẩn bị liên lạc với anh thì gặp anh đi giao đồ ăn. Không nhịn được mà trêu chọc, không ngờ bị anh chọc lại. Cô nói cô thật sự không biết, bây giờ anh lại sống như thế này, nếu không em đã không. Nói nửa chừng cô bỗng dừng lại, tai Giang Như Tuyết đỏ bừng. Cô thật sự chỉ đùa một chút, hoàn toàn không ngờ. Nghe vậy, tim anh đập nhanh, cũng không ngờ hôm qua mình lại bốc đồng như vậy. Nhưng anh giả vờ như không có gì, phóng khoáng vẫy tay. Ôi chà, kiếm tiền mà, coi như anh bị chó cắn thôi. Mặt Giang Như Tuyết lập tức tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh cút xuống xe cho em. Anh giả vờ như không nghe thấy, nhắm mắt cười với cô. Hôn thế nào rồi, có muốn thêm không? Anh giảm giá cho. Mặt Giang Như Tuyết lập tức đỏ bừng, lần này lắp bắp không nói nên lời. Trần Trạch lập tức có hứng thú đùa giỡn. Cô khác biệt quá lớn so với thường ngày, rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp, đào hoa, sao lại ngây thơ như vậy chứ? Anh tháo dây an toàn, nghiêng người tới gần cô. Có hôn không? Anh đơn thuần muốn trêu chọc cô, cảm giác nắm thế chủ động thật tuyệt. Nhưng đột nhiên Giang Như Tuyết tháo dây an toàn, khi khoảng cách giữa họ gần nhau, không khí trở nên mờ ám. Sau đó dường như không khí cũng trở nên ít ỏi hẳn, cảm giác như không thở nổi. Giang Như Tuyết nhìn chằm chằm vào mặt anh, môi khẽ mở, nhưng chưa kịp nói gì, anh đã nhanh chóng đầu hàng. Anh sai rồi, anh sai rồi, anh đùa thôi. Anh nhận lỗi nhanh đến mức Giang Như Tuyết cũng ngạc nhiên. Giang Như Tuyết cười lạnh rồi ngồi lại ghế lái, thắt dây an toàn, lái xe đi. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giang Như Tuyết đưa anh đi ăn tối xong, sau đó trở về căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố của cô. Cô có bệnh thích sạch sẽ, sau khi về nhà phải tắm trước rồi thay đồ sạch sẽ thoải mái. Cô lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm. Trần Trạch quá tập trung vào nội dung trên điện thoại, không nhận ra cô đã đến sau lưng, cho đến khi cô lên tiếng, anh giật mình, nhanh chóng tắt điện thoại. Giang Như Tuyết như không có gì, đứng thẳng người, đưa máy sấy tóc cho anh. Giúp em sấy tóc. Anh cười, ồ, mặt mũi cũng lớn đấy chứ. 30 triệu, tiểu thư, em xem thử, thấy nhiệt độ này ổn không? Chỉ cầu vinh hoa phú quý, không cầu tình cảm chân thành.
Tóc của Giang như tuyết được sấy khô, xõa tung mềm mại. Mặc váy ngủ trắng đơn giản sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú, trông như thiếu nữ. Cất máy sấy đi, anh lẩm bẩm, sao vẫn như lúc 18 tuổi vậy? Giang Như Tuyết lười biếng ngồi xuống ghế sofa, chị đây mãi mãi trẻ trung. Ha ha, điện thoại vang lên, anh nhìn qua một cái, tài khoản ngân hàng thông báo có 30 triệu, bạn học Giang thật sự quá trẻ trung, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của cô, ta có thể nhớ lại những kỷ niệm đẹp thời học sinh. Ban đầu nghĩ rằng Giang Như Tuyết là người ngốc, nhiều tiền. Bây giờ phát hiện cô thật sự ngốc, nhiều tiền, vì bây giờ cô bình thản nói sẽ giúp anh trả nợ. Anh cảm động đến rơi nước mắt, thật không? Vài chục tỷ đấy. Ồ, vậy thôi, Giang Như Tuyết cười khẽ một tiếng, cầm chiếc thẻ đen vứt trên bàn trước đó, rồi đặt lên trước mặt anh. Trần Trạch ngẩn người, không phải em đang đùa đấy chứ? Em đã tìm người đưa dì Lâm đi xem nhà rồi, chưa chọn được thì mấy ngày này các người cứ ở khách sạn đi. Nghe vậy, anh đứng yên tại chỗ, thấy anh ngơ ngác, Giang Như Tuyết khẽ ho một tiếng, nhấn mạnh, dì Lâm đối xử tốt với em như vậy, em không thể để bà ấy chịu khổ. Từ nhỏ Giang Như Tuyết đã xinh đẹp, lại khéo léo, miệng ngọt ngào, tất được mẹ anh yêu thích, đối xử với cô đặc biệt tốt, cứ như con gái ruột. Hạnh phúc đến quá đột ngột, đầu óc anh trống rỗng. Khi anh cô đơn không ai giúp đỡ, Giang Như Tuyết không xuất hiện kịp thời. Nhưng bây giờ cô dùng hành động chứng minh, cô thật sự không biết gì về hoàn cảnh của anh, và sau khi biết mọi chuyện, cô sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Anh im lặng một lúc lâu, thành thật nói, anh không trả nổi. Giang Như Tuyết nhíu mày, ai bảo anh trả? Hơn nữa có phải anh quên gì rồi không? Trần Trạch có chút bối rối, cái gì thế? Chẳng lẽ anh cứu mạng em à? Nghĩ đến điều gì đó, Giang Như Tuyết tự nhiên quay mặt đi. Chính là anh, Trần Trạch tỏ vẻ vô tội, chúng ta thì thế nào? Chính là chuyện mấy năm trước đó. Chuyện gì? 5 năm trước? Ừ, 5 năm trước có chuyện gì? Giang Như Tuyết đột nhiên quay lại, đôi mắt đẹp nhìn thẳng anh. Nguy hiểm híp lại, anh quên sạch rồi à? Trần Trạch càng cảm thấy vô lý. Vậy em nói ra đi, hay là em nhắc anh cũng được mà. Chính là anh chúng ta, em có thể nghĩ ra cái gì? Biểu cảm của Giang Như Tuyết trở nên phức tạp mang theo chút giận dữ. Tai cô có chút đỏ, có thể là do tức giận. Đồ ngốc, cô vuốt tóc mình loạn xạ, đứng dậy bước vào phòng, rồi đuổi anh, sắp xếp hành lý rồi cút ra khách sạn đi. Đã sắp xếp xong, bản tiểu thư muốn đi ngủ, anh đứng dậy đuổi theo. Em không nói rõ ràng, sao anh làm chuyện gì khác được? Giang Như Tuyết đã vào phòng, thấy anh theo sau, thân hình cao giáo kia bỗng dừng lại. Cô quay lại, khoanh tay chặn anh, em đã từng nói, đừng vào phòng em. Anh cúi đầu nhìn cô, trong phòng có người à, hay là sạch sẽ đến mức không cho vào phòng? Giang Như Tuyết nhìn anh vài giây, giơ tay muốn đóng cửa. Em nói không được là không được, anh vươn tay giữ cửa. Vậy thì nói với anh đi. Đối đầu một lúc, cô đột nhiên buông tay, còn anh vẫn đẩy cửa, thế là mất thăng bằng, anh ngã đè lên cô, chóp mũi tràn ngập mùi hương trên người cô sau khi tắm xong. Ngửi đến mức khiến đầu óc anh choáng váng, sau khi kịp phản ứng lại, anh nhanh chóng đứng dậy. Tiếp xúc bất ngờ khiến anh không dám nhìn cô, quay đầu bước đi, không nói thì thôi, thật ra anh cũng không muốn biết. Mặt anh nóng bừng, phía sau truyền đến tiếng Giang Như Tuyết cười nhẹ, người vừa giận dữ không lâu trước đó đột nhiên vui vẻ trở lại,